Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Đây, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái vườn ngò gai của vợ mình trồng. Cái này ở Melbourne thì trồng thuộc dạng rất là khó, nhưng mà thấy vợ mình chăm sóc thì nó ra cũng tốt lắm. Lá xanh rơn, mà lá này là đặc biệt là nó mềm nha, chứ nó không bị cứng người khó ăn lắm. Cái này rất là mềm, rất là thơm. Đấy, mọi người nhìn thấy thích không? Nguyên một cái garden bed này mà trong nguyên cái ngò gai này là quả đà luôn. Cái này á thì mình thấy là với mình bình thường là phải đóng cái này lại này đó, xong rồi phải che nắng nữa. Cái này thì nóng á nó chịu được, nhưng mà nó không thích nắng. Ví như 2-3 hôm vừa rồi là 38, 41, 42 độ là không sao hết, nhưng mà chỉ cần che nắng thôi là ok. Nó đấy, thấy không, vừa rồi nóng mà nó đâu có bị héo đâu, nó vẫn xanh rơn này. Đấy, nếu mình mà hiểu ý của nó là ok, trồng được. Thì mọi người thấy thích không? Cái này ở ngoài shop mà nó bán là cỡ khoảng 4-5 lá gì đấy là 2-3 đồng rồi, mắc lắm. Mà ở nhà trồng được như thế này là ăn gì là đi ra lấy ăn, hái ăn là sướng. Chứ nhiều khi đi shop rồi lại quên đi về, để khi về nhà cần lại không có. Đấy, nếu mà người mà muốn tìm hiểu thêm cách trồng cái này ở Melbourne thì comment ở phía dưới rồi mình sẽ chỉ cho mọi người nhá. Đây, đầu tiên thì hôm bữa trước mình giới thiệu với mọi người cái quả này rồi, nó rất là bự. Ôi giời ơi, nặng lắm. Chút nữa mình sẽ cân thử cho mọi người xem một quả nó sẽ nặng bao nhiêu nhá. Thì quả này là quả đầu tiên mình hái này. Đấy, mọi người thấy đà không? Bự không? Wow, quả đà luôn. Đấy, đây là một quả cà tím đấy nha. Đây mình hái tiếp quả này này. Rồi, hai quả này là hai vợ chồng mình ăn là ăn không hết rồi đấy. Tại vì một lần nấu quả này là nấu một quả thôi, hai vợ chồng ăn thì còn những món khác nữa ăn bao giờ hết được. Cái hải hai quả này được rồi. Rồi bây giờ mình dẫn mọi người qua đi hải mượp hương nha. Đây mình đang tính hải quả này đây. Thì tụi mình thì thích mượp nó ăn nó ngon, chứ không muốn để nó dai quá. Thì mình thấy quả này là hài được rồi, nó cũng khá bự khá dai, là cả là quả này ăn nấu nồi canh là ăn thoải mái, chứ bự quá nấu một nồi canh cũng nhiều ăn không hết nha. Bây giờ mình hái này, mọi người thấy đã không? Thấy không? Có hài gì nữa không á? Hài mấy quả dưa leo thêm dưa leo hả? Ok mọi người, bây giờ mình sẽ hái tiếp mấy quả dưa leo, chứ không thì để về nhà. Mà mình trái hôm bữa trước mình mới hái ba trái hả, 3-4 trái gì đấy, mà hôm nay là lại ra lớn rồi này. Đây, để mình cắt cho mọi người xem này. Cái quả này là bị kẹt vào trong cái lưới, cho nên nó nhìn ngắn, nhìn rất là buồn cười. Đây mọi người thấy không? Nhưng mà thôi cắt nó đi, thì giờ mấy cái quả nhỏ nó có xích nó lên nhá. Một quả này. Rồi, quả nữa.
đâu phải phải dài quá đâu, cứ để nó non như vậy ăn cho nó sướng. Thôi đây một quả dưa này thôi mọi người này. Coi này, đã không? Ba quả đấy nhá. À, bên này thêm quả nữa này. Quả. Trong này có hai quả, mình còn muốn hai cơ. Để dành hả? Ok, sang đi cái bên cạnh này. Giới thiệu thêm cho mọi người, cái chỗ này là cái chỗ yêu thích của vợ mình này. Đấy, các bạn có biết cây này là cây gì không? Cây này á là vợ mình gọi là củ mà thầy, mà hình như ở địa phương khác thì gọi là củ năng hay sao đấy. Đấy, thì vợ mình rất là thích củ này. Đấy, trồng được vài chậu cây này thì nghe vợ mình bảo là trong chậu bùn mà nước ấy thì nó mới sống được. Đấy, thấy nó lên cao tổ rồng thì mình chưa biết là phía dưới này thì cái củ nó sẽ như thế nào, thì lúc nào mà tụi mình mà thu hoạch á thì mình sẽ đăng clip lên cho mọi người xem nha. Mọi người có ai trồng được cái cây này chưa? Nếu có rồi thì comment ở phía dưới cho mình biết về nhá. Đủ mọi người biết là cái cây này là cây gì, có ai biết không? Cái này là cây là gai, thì dùng để làm hình gai. Còn trong miền Nam thì có cái bánh người ta gọi là bánh ít là gai à. Đấy, thì cái bánh này mình chưa ăn thử, chưa biết. Tụi mình trồng cây này cũng phải 2-3 lần rồi đấy. Nhưng mà năm nay thì may mắn là trồng được 2 chậu thì nó sống hết cả 2. Chứ mọi năm trước là trồng là nó cứ chết không à. Chưa hiểu nó lắm, nhưng mà năm nay thì nhìn như thế này là cũng vui rồi. Đấy, trồng cây nào vậy các bạn ạ? Trồng cây là phải hiểu cái ý của nó muốn gì kìa, chứ không ai trong một hồi nó cũng chết nữa. Đấy, nhìn thấy không? Một cây mình bảo với mình hái vào làm mình là gai, đăng clip cho mọi người xem nhá. Đây là thành quả sau một buổi chiều thu hoạch của vợ chồng mình nữa. Đó, mọi người thấy thích không? Cứ hàng ngày đi ra thăm vườn là cứ có đồ mang vào trong nhà mọi người ạ. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cân thử quả cà tím đầu tiên cho mọi người xem bao nhiêu, nặng bao nhiêu nha. Hơn nửa cân một quả đấy, một quả hơn nửa cân. Quả này quả thứ hai này, để thử xem nào. Cũng hơn nửa cân luôn. Wow, đáng mọi người. Đây, bây giờ bỏ hai quả vào nha. Hai quả là 1 ký, hai quả cà tím 1 ký mọi người ạ. Mọi người thấy đã không? Đấy, cho nên mọi người nếu mà ai có thời gian ở nhà có một ít không gian nhỏ thì mọi người làm một cái vườn nhỏ nhỏ trong mấy cái cây này, lúc đi ra thu hoạch rất là vui, mà lúc mình ăn mình cũng thấy ngon hơn là mình đi mua ngoài tiệm nữa. Mọi người thấy xem kênh của mình thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho kênh của mình với nhá. Cảm ơn mọi người.